rất dài to meet you baby. Anh là cành cây khô, tôi là chiếc lá rơi khi cơn gió vụt qua. Một chút chết trong tim, một nút thắt trong lòng, rồi cứ thấy không yên và từng ngày tôi cứ ngỡ. Đi sao mà ta lại xa? Bỏ nó lên cách mấy em cũng chẳng thể nào hiểu đâu. Chàng trai với nụ cười tỏa nắng khiến màn đêm chẳng còn quanh vắng. Đó chính là. Em nói là không muốn gặp anh nữa, chỉ gọi để hỏi cơm hôm nay ăn chưa. Sao ăn rồi thì có hấp dẫn chưa? Thôi á, nếu rồi thì đã nhớ anh chưa? Khi mà thuộc về người nước gốc Việt, vừa có tên trong danh sách triệu tập những tác giả Việt Nam xuất hiện một đại nhân, và là thành quả xứng đáng. Là một người thích chơi thể thao, tôi đá bóng, không đá em. Adriano Smith, cầu thủ Việt Kiều vừa được triệu tập lên đội tuyển là ai? Em ngại.
dù có bao gian khó hãy nhớ nụ cười là món quà. La 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 la. Hãy thế giới vẫn quay, tuổi thanh xuân như gió như mây. Hình dung một người thay.